Xin chào các bạn, mình là Huy và mình đến từ USA365. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn làm cách nào có thể nhập những cái sản phẩm từ bên nước ngoài về Việt Nam số lượng lớn. Thường thì những cái bạn nhập số lượng lớn này thì thường là để bán, cũng như là để bán lẻ tại Việt Nam, cũng như là để cho bán cho những cái cửa hàng bán lẻ khác. Thì mình sẽ đi qua một vòng, mình giới thiệu cho các bạn là những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm nào, và thứ hai là cách để làm sao các bạn có thể order được số lượng lớn về Việt Nam. Bởi vì nếu mà là các bạn là một người tự order thì các bạn không thể order được số lượng lớn như này, khi mà những cái địa chỉ kho của các bạn bị đánh giá là còn thường thì bên Mỹ một số shop lớn ấy, nó sẽ đánh giá của các bạn là nó là các bạn là giống như người đầu cơ ấy. Các bạn mua số lượng lớn nó sẽ không cho, và để mà ở bên Mỹ ấy, để mua số lượng lớn ở trên những cái web đấy thì thường là các bạn là phải liên hệ với nó để các bạn có thể mua số lượng lớn, và cũng để nó quản lý hàng hóa và họ biết làm cách nào để các và những cái shop đấy sẽ cho các bạn có một nôm na như là có cốt riêng, hay là có những cái gọi là giá tốt hơn. Đầu tiên mình sẽ đi qua trên này. Đây là những cái sản phẩm mà mấy cái bạn đấy nhập về Việt Nam để bán. Đây là chủ yếu là tất này, có han, có lẽ là cái hãng này thì khá là nhiều người biết rồi. Bên này là Calopop thì thường mình khuyên các bạn là lên nhập khi mà giá rơi vào giảm, còn nó giảm trên trang chủ là 30% là chúng ta có thể nhập rồi. Đây là cái túi sách từ Quartz này. Đây là bill mua hàng. Mua máy của mình hơi ao nét. Đây là mỹ phẩm, cũng là cái này là từ Calopop. Bên này là những cái sản phẩm nhập từ Warin, chủ yếu khi mà mua 2 tặng 1 hay là mua 1 tặng 1 thì chúng ta nên nhập vào những cái thời điểm này, chứ còn nếu chúng ta để phun giá thì khá là mắc. Đây là một chiếc túi. Mình xem túi này đến từ đâu. Hồi mình cũng chưa rõ website. Fula đây là cái chiếc túi đến từ Fula. Bên mình cũng mua hộ trang Fula này nhá. Gần như tất cả các trang này là bọn mình đều các thành viên trong team tự mua. Từ những web khó cho đến web dễ bọn mình đều tự mua. Đây là các sản phẩm Opagi. Có lẽ là rất là nhiều bạn hỏi là những cái dược mỹ phẩm này thì làm cách nào nhập rẻ, làm cách nào order được số lượng lớn, thì các bạn có thể liên hệ bên mình sẽ giúp các bạn. Đây là khi mà bọn mình nhập Bogi thì nó gửi về cho cái hộp này, nếu mà các bạn mua trên một cái lot. Các bạn có nhìn thấy ô chữ Bogi này, có mã code các thứ đoàn hoàng này. Tất cả hàng rất là nhiều, nhập rất là nhiều. Nếu mà các bạn là một người cá nhân thì các bạn rất là khó có thể nhập được một cái số lượng lớn như này, và giá có thể nói từ cực kỳ là tốt. Tất cả những hàng này bọn mình đều có bill thanh toán nhá các bạn nhá. Đây cũng có những cái sản phẩm Ogi hay là Decima, những cái sản phẩm dược mỹ phẩm này. Đấy, Ogi rất là nhiều. Bên mình đang có rất là nhiều khách đặt Obagi bên mình. Thì bên mình tiếp tục may. Trang Maysi này là một cái trang cũng là rất là nổi tiếng. Nó bán những cái từ những cái mỹ phẩm được giảm giá rất là tốt cho đến những cái túi sách hay là những cái sản phẩm hàng hiệu. Bên này là những cái sản phẩm của Mark, có lẽ là cái mỹ phẩm này thì gần như là ai cũng biết rồi. Bên mình thì khi nhập những cái sản phẩm này khi mà nó được giảm so với 30%
trên trang chủ. Không phải ai cũng biết điều này, nhưng mà nếu các bạn nào mà cần nhập mác mà giảm 30% cũng như tặng thêm các sản phẩm của nó thì các bạn có thể liên hệ bên mình. Dưới này là một khách chỉ mua trang Maxi. Có lẽ trang này là rất là nhiều được ưa chuộng. Khi mà có những cái sản phẩm mà mỹ phẩm giá khá là tốt là đây, trang Sephora nữa. Sephora bọn mình cũng check out, giá đang khá là tốt dành cho những cái bạn mua xỉ những cái sản phẩm Sephora. Đấy. Dior này. MAC vẫn tiếp tục. Máy rửa mặt. Đây là một chiếc máy rửa mặt. Nhiều lắm các bạn ạ. Bên mình nói chung là nhập nhiều lắm. Mình tiếp tục xuống này. Đây là những cái vỏ của MAC khi mà họ chuyển về, có một luôn luôn là màu đen và hộp màu đen như này. Cái trang MAC này thì nói dịch vụ khách hàng cực kỳ tốt luôn. Khi mà hàng của bạn mà bị sao thì các bạn claim cũng như liên hệ với website bên đó thì họ sẽ ship đền bù các bạn. Có một điều chú ý là nếu mà các bạn mà tự order thì các bạn khi mà các bạn mua mà khi mà hàng hóa hay bị lỗi ấy, hoặc là có vấn đề gì thì các bạn cần phải biết chút tiếng Anh cũng như có một chút kỹ năng để liên hệ với website đó để họ có thể đền bù cũng như xử lý hàng hóa lại cho các bạn. Đây tiếp tục là Sephora và Quas. Nước hoa, đây là những cái nước hoa các bạn ấy đặt ở Sephora cũng như Zumla. Đây là một cái thùng Sephora này. Hơi nhiều giấy. Sephora còn vào quấn như quấn bom luôn. Những cái mỹ phẩm mà mình nhập về này. Đó. Bill thanh toán này. Khi nhập bên mình, nếu mà các bạn có một cái địa chỉ bên Mỹ, bọn mình sẽ mua trực tiếp về cái địa chỉ của các bạn để các bạn có được tặng thêm những cái code, và mình thêm những cái code để các bạn có thể được tặng kèm những cái sản phẩm sample, những cái website đó các bạn được lãi hơn. Và khi check về những cái địa chỉ của các bạn thì bọn mình sẽ cũng có giá tốt hơn cho các bạn khi mà đi qua cái địa chỉ kho bên mình. Lại là trang Colourpop này có lẽ là rất rất nổi tiếng ở Việt Nam, thế nên là rất là được ưa chuộng khi mà nó giảm giá. Rồi, rất rất là nhiều mỹ phẩm đúng không các bạn? Và đặc biệt trong thời gian tới USA 365 bọn mình sẽ ra một cái sự kiện hàng tuần liên tục là để trả lời cho những câu hỏi của các bạn, là những cái bạn nào muốn mua hàng bên Mỹ, mua hàng số lượng lớn, tự mua hàng về Việt Nam sử dụng, và các câu hỏi các kỹ thuật thanh toán thẻ PayPal hay là làm cách nào để có một cái địa chỉ bên nước ngoài. Tất cả các câu hỏi đấy thì các bạn có thể cứ lên kênh YouTube của bên mình là USA365. Các bạn có thể đặt câu hỏi và bọn mình sẽ trả lời những cái câu hỏi của các bạn vào hàng tuần, có lẽ là vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Và các bạn cứ có câu hỏi gì thì cứ lên đây đặt câu hỏi cho bọn mình các bạn nhé. Thứ 3, thứ 6 hàng tuần bọn mình sẽ tổng hợp các câu hỏi và sẽ trả lời hết những cái câu hỏi các bạn. Video của bọn mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn mua hàng sẽ nhập được rất rất là nhiều hàng cũng như buôn bán thuận lợi.